phòng và chủ động trong phong trào phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và dịch bệnh được tổ chức chiều nay. Trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn đan xen do thiên tai, biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ đều cần có sự chuẩn bị, xây dựng chiến lược để thích ứng phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã tiên phong thử nghiệm thành lập mạng lưới kết nối doanh nghiệp tại một số khu vực chịu sự tác động của thiên tai biến đổi khí hậu đến nay hy vọng mang đến mạng lưới quy mô quốc gia với sự tham gia của tổng cục phòng chống thiên tai và chương trình phát triển liên hợp quốc mạng lưới này đang đẩy mạnh kết nối nguồn lực hỗ trợ quốc tế để thực hiện chủ động hiệu quả ba mục tiêu tăng cường nhận thức chủ động các doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác công tư và kết nối thúc đẩy đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp